9 giờ 15 phút, có nghĩa là đã hơn 4 tiếng và nó vẫn hoạt động bình thường nha bà con. Thì nãy là 8 giờ rưỡi, trời nó mưa hơi to, mình sợ nó tạt, cái thế là mình đóng gập xuống vậy. Mình cứ tưởng đâu là nó sẽ chuyển xuống chế độ standby, ai ngờ cái máy tính của mình cùi quá, mình mở lại, ai nó vẫn còn bình thường. Thì ra tính là tới giờ là khoảng gần 5 tiếng, và mình tới từ lúc 4 rưỡi. Và mình sử dụng ở chế độ là full màn hình luôn nha. Và bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó nhỏ lại để kiểm tra cái phiên bản này. Và đây đang là phiên bản 2.5.2, nó có update, nhưng người ta mình nãy mình test á, mình là biến có mình để luôn, mình không có chưa có update. Và đây là cái app IMO xem trên máy tính PC phiên bản Windows nha, trên MacBook hiện tại chưa có, xem bình thường và không có bị lỗi lại. Rồi bà con cần hỗ trợ thông tin gì nữa thì hãy bình luận lại trong video và nhớ follow mình để biết thêm nhiều thông tin.